Luyến ơi, ra nói chuyện tí nào. Luyến ơi, ra nói chuyện tí nào. Bày cỗ cho người ta ăn hôm nay lại bờ đi thế á? Luyến ơi, Luyến ơi, ra nói chuyện tí nào. Bờ đi thế á? Luyến ơi, ra đây tâm sự tí em ơi. Bố. Gì đấy? Bố muốn thì bố cứ đạp cửa mà xông vào. Cô gái em cứ ông ổng ổng lên như thế, lúc sổng lại tiếc đấy. Thằng, có chuyện gì? Hôm nay bố cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, con ra chợ làm thay bố. Tôi có chú Điền rồi, bố cứ ở nhà yên tâm mà triển khai. Thích thì nhích thôi. Bố ấy ở? Cái gì? Triển khai cái gì? Làm lụng cái gì? Ông quay lại trường học cho tôi. Thì được con chưa? Vẫn vừa học vừa làm. Bố nha. Tùy. Yes sir, con đi đây. Vừa đẹp trai như diễn viên điện tử mà lại vừa ngoan hết đức chấm nữa. Nhưng đúng là giống tốt không lẫn đi đâu được. Bạc như vui ấy nhỉ. Hôm qua tôi vừa cứu em cô đấy. Một lời cảm ơn tiếc à. Này, vui chơi qua đường này à. Này, thằng này có phải không khí đâu mà đi qua cái bơ như thế hả? Đang nấu hết cả mày đây, đừng có mà kia. Cái thằng Bát ấy, đợt này nó bị xiên phát. Sau đợt này có khi nó lại tỉnh ra, rồi ông bà lại kiểu gì cũng đón nó về quê. Lúc đấy Luyến lượn này, thảnh thơi qua này, hết được chấm hết chứ lẹ. Ôi, tha thằng Thiệt. Ok. Biết cái gì? Con này, chiều mày quá rồi mày hư đấy phải không? Tao làm trâu làm ngựa là để tao kéo cày giả nợ cho mày, chứ không phải là vật nuôi của mày. Mày thích đánh giờ nào mày đánh, mày muốn tát mày tát nhá. Ai khiến? Vơ con nào không vơ giúp ngay vào hàng của Lươn Chúa. Đời mày khổ lưu à. Tộp tộp, cho uống nước ấy. Ô, mày ngứa mồm à? Hả? Hè lâu rồi mày không cãi nhau với tao, mồm mày đi ra non. Đứng dậy nào. Ê, đi vòng nào. Sao? Giờ dáng phê đây. Lại chả không à. Đằng nào thì tao cũng bị mang tiếng là không chồng mà chửa. Thế nên là mặt tao cứ bênh thượng lên, bụng tao thì cứ bảnh ra thôi nhá. Sau này ấy, mày cứ có một đứa như tao ấy, mặt cứ bênh hết cỡ lên cho tao. Việc gì phải sợ như mắc nợ thiên hạ ấy. Này, sao mà mày biết là mày có bầu? Thì ngày nào cũng điền vào chỗ trống như thế, không sớm thì muộn. Nhưng mà tao không nghĩ là tao lại nhanh như vậy. Thế tao tưởng là mày chói ông Điền. Tao làm sao mà chói được ông ấy? Con tao nó chói nhá. Thế tự nhiên nó chói được đây. Sao tự nhiên mày biết mày có bầu? Thì tự nhiên thay đổi khẩu vị. Đang thích ăn ngọt lại đi thèm chua. Người không nhau à? Hả? Gì cơ?
bà Hoa ấy. Bà ấy bảo với tao là chả thèm ngọt mà cũng chả thèm chua. Cái gì? Bà Hoa? Ôi trời ơi, sắp lên làm bà ngoại đến nơi rồi mà bây giờ vẫn còn chửa. Tao bảo là cái lúc bà ấy bầu con Nga. Ô điển thì mày nói chẳng rõ gì cả. Tao lại cứ tưởng là ông Nghĩa bắt đền bà Hoa. Còn cái bồn cái bát xà bát xép. Bà nghe bà chửi thì bây giờ này, mời cô xơi đi, cho điền con mau lớn. Không phải dặn, dặn hơi thừa. Chính anh chị lơ ngớ lạc chuồng.